Này ai cho chị đi lên trước hả? Tôi đã bảo là đi đằng sau cầm đồ cho tôi cơ mà. Em cứ vừa đi vừa nghịch điện thoại như thế thì bao giờ mới về đến nhà chị? Ui, tôi đã nói ra khỏi nhà không được gọi tôi là em, phải gọi tôi là cô chủ cơ mà. Nhưng mà chị là chị ruột của em mà. Bé bé cái mồm thôi. Chị mà gọi tôi như thế á, bạn bè tôi nó nghe được, nó khinh rẻ tôi đấy. Chị mà không nghe lời nhá, tôi về tôi mách mẹ cho chị nghỉ học đấy, nhớ chưa? Đứng dậy đi, nhặt cái túi lên. Ăn đi con, thịt bò Úc đấy, ăn thứ này bổ dưỡng lắm con ạ. Ăn nhiều vào cho nó xinh đẹp, để đi thi hoa hậu rồi lấy chồng đại gia, mẹ mới được nhờ chứ. Ăn đi con. Mẹ ơi, hôm nay nhà mình có món gì ngon thế ạ? Đấy, thức ăn này là tôi mua cho cái Tâm, còn đồ ăn của cô ở trong bếp, đi vào trong đấy mà ăn. Ăn đi con, ăn nhiều vào. Mẹ, cái nhẫn này đẹp chưa? Mẹ mua cho con đi. Con thích là được. Đầu tư cho con thật xinh đẹp. Tốt nghiệp xong một cái là con đăng ký đi thi hoa hậu luôn. Mẹ ơi, con xin phép con phải đi học ạ. Học gì mà học? Sao mà học lắm thế? Không có học hành gì cả. Ở nhà, nhà cửa thì bừa bộn, còn cả một đống bát chưa rửa cái kìa. Lại còn ngồi đấy hả? Đứng lên lau nhà lau cửa đi. Không tí nữa cái Tâm nó đi lại rồi lại bẩn chân nó. Thế còn cái Tâm ạ? Mẹ ơi, ý của chị bảo là con phải đi lau nhà xong rửa bát á, phải lâu. Con cứ ngồi yên đấy, tay hoa hậu á, không thể rửa bát quét nhà được. Ôi, đi nhanh, vào dọn dẹp. Chị giặt quần áo cho tôi kiểu gì đấy hả? Tôi đã nói bao nhiêu lần là đồ của tôi phải giặt bằng tay cơ mà. Thì chị giặt bằng tay mà. Giặt bằng tay mà nó nhăn nhúm như thế này à? Lại còn sờn hết cả vải nữa chứ. Cái váy này ấy là để tôi mặc đi sinh nhật bạn, bây giờ nó hỏng rồi. Tôi mặc đến đấy chúng nó cười mà tôi thì làm sao? Thế hay là để chị đi may lại cho em nhá. Thôi đi. Từ trước đến giờ ấy tôi chưa bao giờ phải mặc đồ sửa cả. Mà nhá, cái váy này không hề rẻ đâu. Nếu mà mẹ biết được chị làm hỏng cái váy này ấy, thì không biết sẽ như thế nào. Tâm ơi, chị xin em ơi, em đừng nói cho mẹ biết nhá. Em muốn chị làm gì thì chị cũng làm. Chắc là làm gì cũng sẽ làm thôi. Thế thì quỳ xuống đi, quỳ xuống xin lỗi tôi, rồi tôi tha lỗi cho em. Sao? Không làm được chứ gì. Nếu mà không làm được thì thôi, tôi mách mẹ nhá. Mẹ rồi, chị làm. Đấy, chúng mày thấy chưa? Tao đã bảo đây là bà ô sin của nhà tao rồi mà. Không những tao có thể bắt bà ta quỳ xuống nhá, mà còn có thể làm những cái việc khác kinh khủng hơn cơ. Mỗi đứa 5 lít, sang tiền đấy cho tao. Em làm cái gì đấy hả? Đuổi ra đây! Ô kìa, bỏ ra! Đuổi ra đây! Mẹ ơi! Mẹ! Con... Mẹ! Mẹ! Sao mày đánh con ạ? Lúc nào mẹ cũng đánh con, lúc nào cũng là con sai. Từ bé đến lớn, mẹ toàn bắt con là phải nhường cái Tâm. Đến cả cái chuyện ngày hôm nay mẹ không cần biết là con sai là con đúng, mẹ ra mẹ đánh con như thế ạ? Thế rốt cuộc con phải là con mẹ không ạ? Mày dám ăn nói cái tao như thế hả? Cái Tâm đây, nó là chim công, nó phải được nâng niu suốt ngày. Còn cái loại mày á, chỉ là bổ nông thôi. Ở chung nhà, ăn nhờ ở đâu, mày biết chưa? Mẹ thương. Mày! Chị Vi, chị đi đâu đấy? Khoan đã, đứng lại nói chuyện ạ. Mẹ ơi, có gì tối nói được không ạ? Bây giờ muộn giờ đi làm con rồi ạ. Này, chị nhá, suốt ngày lý do lý chấu. Hôm nay là mùng 10 rồi đấy, chuyển tiền sinh hoạt cho tôi đi. Mẹ có nhầm không ạ? Con mới chuyển cho mẹ mùng 5 rồi mà. Nhầm cái gì mà nhầm? Chị chuyển cho tôi được một tí tiền ấy. Dạo này cái Tâm ấy, nó cần phải đi học rất nhiều thứ. Đây, lớp người mẫu này, lớp vẽ, lớp hát này. Cần rất nhiều tiền, chị đưa như thế làm sao mà đủ để lo cho cái Tâm được? Cái gì? Mẹ cho nó đi học mấy cái đấy á? Trước giờ có bao giờ mẹ cho nó động vào mấy cái đấy đâu ạ? Bây giờ tự nhiên cho đi học. Này, tôi nuôi chị lớn bây giờ chị đứng đây chị chả treo với tôi đấy hả? Ý chị nói là bây giờ tôi già bằng ngần này phải ra ngoài để kiếm tiền đúng không? Không ạ, ý con không phải là như thế. Thế nhưng mà cái Tâm lớn như thế rồi, mẹ cứ cho đi học mấy cái thứ vô bổ thế mà chẳng phù hợp với nó gì cả. Mẹ bảo nó đi ra ngoài mà kiếm tiền đi. Chị im ngay. Cái Tâm nó là tiểu thư, là công chúa, nó không thể làm như thế được. Bây giờ nó phải chăm sóc sắc đẹp, phải đi học để đăng ký đi thi hoa hậu rồi lấy chồng đại gia, chứ nó không thể đi lao động chân tay như chị được. Thôi không nói nhiều nữa, đưa tiền đây. Chị mà không đưa tiền cho tôi nhá, đừng có ra khỏi nhà này nghe chưa? Đây ạ, con có là từng này thôi. Có tí tiền mà tinh vi. Ôi mẹ ơi mẹ, kia có phải là chị Vi đúng không? Đâu có, mặt con Vi làm sao mà quen được mấy cái anh có xe xịn sò như thế kia. Đúng mà, đúng là chị Vi rồi mẹ. Đâu mẹ xem nào. Ô, đúng là con Vi thật à. Con này trông mặt như thế mà ghê gớm thật đấy. Lắm mưu nhiều mô nhờ. Thôi được rồi, hôm nay về nhà mẹ sẽ dạy bảo lại con này mới được. Mẹ từ từ, mẹ khoan áng nóng. Biết đâu được nhá. Đấy, không phải là người yêu của chị Vi thì làm sao. Bây giờ mẹ về, mẹ bắt chị ấy giới thiệu cho con. Nếu đấy là đại gia ấy, con mà vớ được thì hóa ra là mẹ con mình còn được hưởng sái đấy. Con gái mẹ đúng là thông minh nhất mà. Thôi được rồi, bây giờ mẹ con mình về nhà đã nhá. Cái gì? Người yêu của chị á? Nhưng mà chị như thế này thì làm sao mà yêu được người như thế? Thôi, chị đừng có đùa em nữa. Hay là bây giờ thế này nhá, chị làm mối em cho anh ấy đi. Nếu mà sau này em cưới được anh ấy thì chắc chắn em sẽ giúp chị, giới thiệu cho chị vài người có điều kiện ấy. Nhưng mà điều kiện giống như chị. Nhưng mà đấy là người yêu của chị thật, còn tin hay không ấy thì tùy em. Còn gì phép ạ? Đấy, mẹ xem chị ấy đối xử với mẹ con mình chả ra một cái gì cả. Cũng cãi mẹ nữa, mẹ cứ chiều chị quá ấy. Bây giờ chị chả coi mẹ con mình ra cái thể thống gì. Mày im đi, để mẹ tính đấy chứ. Mẹ có bao giờ để cho mày phải thiệt đâu. Chả biết đâu. Vi ơi, đợi mẹ đã. Dạo này mẹ thấy con ho nhiều quá, phải ăn uống đầy đủ rồi uống thuốc vào cho nó nhanh khỏi đi chứ. Cầm đây. Mẹ mua cho con đi ạ. Ôi, con ốm thì mẹ không mua cho con thì còn mua cho ai nữa. Này, con nhớ nhá, phải uống hết cái chỗ thuốc này, không có nhờn thuốc là không khỏi được đâu đấy. Con cảm ơn ạ. Mẹ ơi, thuốc gì đấy ạ? Thuốc tránh thai. Thuốc tránh thai á? Như là chị Vi có bầu rồi ạ. Bé cái mồm thôi. Nó chưa có bầu, nhưng mà mẹ cho nó uống cái thuốc này vào thì nó sẽ không có bầu. Là sao ạ? Con vẫn chưa hiểu. Mẹ rốt lắm con ạ. Bây giờ nhá, mẹ cho con Vi uống cái thuốc này vào, nó sẽ tịt đường con cái luôn. Lúc đấy thằng người yêu sẽ chán bỏ nó. Vậy thì ai là người có lợi đây? Là con trai yêu của mẹ chứ còn ai nữa. Tuyệt vời. Nhưng mà mẹ ơi, làm thế này ấy, thì có hơi sai không nhở? Thì tại vì con nghĩ là không có đại gia này thì cũng có đại gia khác. Mà chỉ vì mỗi thế mà làm thế với chị ấy thì có hơi vô lương tâm không? Lắm con ơi. Thế bây giờ mẹ hỏi con nhá, con Vi nó mà đi lấy chồng thì ai phục vụ hầu hạ mẹ con mình đây? Bây giờ mẹ phải cho nó uống cái thuốc này vào để nó tịt đẻ, không thằng nào lấy nó nữa. Thế là lúc đấy nó phải ở nhà vĩnh viễn suốt đời để hầu hạ mẹ con mình. sốt lắm con gái à. Mẹ, tại sao mẹ áp với con thế ạ? Con đã làm gì sai mà mẹ đối xử với con như thế ạ? Tôi có làm gì đâu mà cô bảo cô ta áp nhỉ? Tôi... Con biết hết cả rồi. Mẹ giả vờ mẹ quan tâm con để mẹ bắt con uống cái thứ thuốc này đúng không? Cô vẫn chưa uống à? Nếu như mà không có anh Phúc ấy thì có lẽ sớm muộn gì con cũng mất thương chức làm mẹ thôi. Em uống đi à. Mà sao em ho nhiều thế? Không bảo anh đánh lấy thuốc cho. Ôi giời ơi, em ho có chút thôi mà. Với cả là mẹ cũng lấy thuốc cho em rồi. Em quên mất người yêu của em là dược sĩ à? Mà em bảo cái gì cơ? Mẹ em lấy thuốc cho em rồi á? Vâng ạ. Đâu, đây xem nào. Đấy. Vi. Dạ? Đây là thuốc tránh thai mà. Sao lại dùng nó? Thuốc tránh thai ạ? À? Là mẹ đưa cho em thật mà. Đó, em đưa nốt cho thuốc đây xem nào. Đây ạ? Đúng là những loại thuốc này là thuốc trị ho. Nhưng mà riêng thuốc này là thuốc tránh thai. Nếu như mà em uống nhiều ấy, có thể mất đi khả năng sinh sản. Em đã uống bao giờ chưa? Hai mấy năm qua, lúc nào con cũng cố gắng ngoan ngoãn mà vẫn không vừa lòng mẹ à? Con với cái Tâm đều là con của mẹ cơ mà. Cô với cái Tâm ấy về căn bản là khác nhau. Cái Tâm là con đẻ của tôi, còn cô là con đẻ của bố cô. Sao? Cô ngạc nhiên lắm phải không hả? Thế để tôi nói cho cô biết nhá. Mẹ cô ấy đã mất ngay sau sinh cô ở trên bàn mổ. Bố cô lấy tôi về là để chăm sóc nuôi dưỡng cô. Còn tôi đồng ý lấy bố cô là vì muốn tìm người đổ vỏ. Nhưng không ngờ bố cô lại mất quá sớm và lại để lại tất cả tài sản cho cô. Nếu không à, tôi đã tống cổ cô ra khỏi nhà từ lâu rồi. Hóa ra bà chỉ coi tôi là công cụ để nuôi sống hai mẹ con bà thôi á. Tôi không có công sinh nhưng mà có công dưỡng. Nếu cô mà cứ ngoan ngoãn tử tế thì tôi đây vẫn coi cô như người nhà mà. Người nhà? Bà coi tôi là người nhà từ lúc nào thế hả? Thế nhưng mà tôi vẫn phải cảm ơn bà, bởi vì bà đã nói cho tôi sự thật để tôi biết và tôi không cần nhẫn nhịn nữa. Còn ơn dữ dục á, tôi sẽ trả bà bằng chính cái căn nhà này. Đấy là điều tử tế cuối cùng mà tôi dành cho hai người đấy. Thế thì bây giờ